đầu tháng trời u mịt, không biết là tháng này báo hiệu điểm gì. Từ đầu tháng đến giờ là ngày hôm qua mùng 1, hôm nay mùng 2 toàn gặp những câu hỏi khoai thôi, làm sao mà tôi có thể cướp cơm của thầy phong thủy được, ngồi ở Hồ Tây này mà cướp được cơm của thầy phong thủy tận đầu là sao. Lúc đấy các thầy đến Hồ Tây có khi các thầy giải thuốc sâu xuống Hồ Tây mất thôi. Tình hình không thể giúp được các đồng chí ở phương xa về mặt phong thủy nhá, nhất là đặt bàn thờ hướng nào, rồi bàn học hướng nào, rồi cửa của hàng nhà em hướng nào. Hướng thì nó cũng không phải là quá quan trọng, nhất phương nhì vị ba mới là hướng, phương chiều đó, nó quay theo đầu đường nào, đầu đường, giữa đường, cuối đường đấy. Vị đó là vị trí đấy. Các bạn có thấy tôi đang ngồi đối diện với cái cột đèn không đấy, cái cột đèn chơi cả cái loa thế này thì sống làm sao. Còn hai cây dừa đó, dưới bóng dừa chả lả lơi tí nào cả, thế thì ở nó cũng khó lắm, chỉ làm cửa hàng kinh doanh thì ok thôi. Cho nên là tùy từng vấn đề, chứ các bạn vào cửa hàng vàng các bạn thấy gương đầy, nhưng mà trong nhà mình mà gắn gương như thế thì không được. Đấy. Có các bạn đi làm thuê, làm công ăn lương, các bạn đeo nhiều đồ phong thủy lên người cũng chả giải quyết gì cả. Cùng lắm thì bạn nào đi làm nhân viên kinh doanh thì đi ra ngoài gặp được khách hàng thì đeo một chút đồ phong thủy vào như vậy thì kể ra thì cũng tạm gọi là có chút tín ngưỡng, chiếm được cảm tình của khách hàng, của đối tác. Nên còn bản chất thì không có giải quyết được gì về mặt coi như phong thủy của cá nhân của mình để giúp cho công việc của mình nó hanh thông, bởi vì mình làm công ăn lương. Đấy. Thế còn nhà cũng vậy thôi, các bạn có thờ cúng ai, thờ thần linh thổ địa không thôi thì nên làm một cái ban nho nhỏ ở trong bếp rất là đẹp. Chứ còn cái không gian sống thì còn nhiều trẻ con đấy thì cứ để bàn thờ các thứ thì nó cũng rất là ảnh hưởng ra quệt, ra quệt vào trạng nó không hay đấy. Cho nên cái công năng giữa nhà và cơ quan là nó khác nhau. Đôi khi là vừa là nhà ở vừa là nơi kinh doanh thì cũng có thể kết hợp được. Bản chất thì nếu có điều kiện bóc tách nó ra thì càng tốt, chứ không nên cứng nhắc. Đấy, và tôi không thể nào mà ngồi ở tít phương xa mà lại cướp cơm của thầy phong thủy được. Đấy. Nhất phương nhì vị, vị nó là vị trí như các bạn nhìn thấy, và hướng cái thứ ba nó mới là hướng. Đấy, hướng đông tây nam bắc. Đấy. Còn cơ bản thì nó chia ra làm hai dạng là tây tứ trạch và đông tứ trạch, nhưng mà chia cơ bản thế thôi chứ không giải quyết gì đâu. Ăn nhau ở phân cung điểm hướng cơ, cái đấy phải học. Các bạn cầm cái la bàn nên các bạn có khi còn chẳng biết đo chứ đừng bảo là ôi em có la bàn em biết đo, không phải đâu. Đo mà cứ áp vào cửa thành, vào thành cửa đấy, giống như kiểu áp vào cái thành cửa sổ như thế này hay áp vào thành cửa ra vào thế này thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu, không phải đâu. Đo dễ thế thì con mà đo đúng kiểu đo thợ nhá, người ta cần thầy chứ người ta không cần thợ đấy. Cho nên là các bạn có nhu cầu về phong thủy nói chung thì các bạn nên mời thầy phong thủy uy tín. Uy tín thì thế nào là uy tín thì thôi, thì thấy thầy nào cao to đẹp trai thì vừa là mời thầy đến xem, vừa là ngắm thầy không mỏi mắt, thế là đẹp, đẹp cả đôi, đẹp cả ví thầy, đẹp cả lòng mình, đẹp cả nhãn của mình luôn, vừa coi như là được thanh, vừa được dáng, vừa được tư vấn ngon. Chứ còn ơi tôi khó đấy, không làm được, ngồi ở Hồ Tây này chịu đấy. Ngồi giữ con trâu vàng, con trâu vàng Hồ Tây mẹ nó đang nhoi lên đây kìa đấy, sống thấy sống trâu không đấy, nó nhoi lên này, nó chuẩn bị vồ nơi rồi. Các bạn cứ bảo làm phong thủy cho em thì tôi cũng chịu, tôi cũng làm được. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng nhé.